Ý nghĩa của kiểm tra nước tiểu thì nước tiểu được gọi là bệnh phẩm trong y học và trong thú y, có nghĩa là thông qua nước tiểu người ta có thể xét nghiệm kiểm tra được xem các cái chất cận bã của trao đổi chất thải ra nước tiểu như thế nào, để từ đó người ta luận ra, người ta chẩn đoán ra những cái dấu hiệu của trao đổi chất liên quan đến những vấn đề bệnh tật. Thế thì trước tiên chúng ta phải hiểu được là nước tiểu là cái gì, thành phần của nó ra sao nếu so sánh với máu. Thì khi so sánh với máu, chúng ta nhìn trên cái bảng chúng ta thấy rằng là những cái gì, những chất gì mà có trong máu thì đều có trong nước tiểu, tuy nhiên với cái hàm lượng rất là khác nhau. Một cái nhận xét thứ hai đó là trong nước tiểu thì không có protein, không có đường. Đấy là hai cái thành phần vô cùng quan trọng cho cái sự sống của con người. Cho nên khi nó bị lọc qua nước tiểu thì nó được tái hấp thu, tôi sẽ nói ở phần sau. Các cái thành phần được thải ra đó, đây là những thành phần căn bản thôi, còn tùy cái lần mà mình lấy cái mẫu, cái bệnh phẩm nước tiểu thì có thể nó có nhiều chất khác nữa. Thì đấy chính cái khi phát hiện những cái chất lạ hoặc là những cái độc tố ở trong nước tiểu đấy, thì người ta thấy rằng là đấy, cái thành phần sinh lý của nó như này này. Vì xuất hiện những cái chất lạ, xuất hiện những độc tố, xuất hiện những cái yếu tố mà có thể nó làm thay đổi, nó khác với lại cái thành phần nước tiểu sinh lý này đó. Thì từ đó người ta có cái phán đoán, và đó là một cái bằng chứng khoa học, nó rất là biện chứng, nó rất là chính xác để có người ta đưa ra những cái kết luận sau khi xét nghiệm nước tiểu. Tóm lại là nước tiểu chính là cái sản phẩm dị hóa các cái cặn bã có trong máu được lọc qua thận để đưa ra ngoài. Thì đấy chính là cái phần mang tính chất căn bản về mặt kiến thức ta biết được. Vậy thì kiểm tra nước tiểu để làm cái gì? Tôi không nói đến những cái xét nghiệm phức tạp, bởi vì những xét nghiệm phức tạp là những xét nghiệm cần có những cái thiết bị khoa học, những cái thiết bị nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc là trong những cái bệnh viện có điều kiện. Tôi không nói chuyện này, bởi vì chuyện này lại là những vấn đề có liên quan đến y học và thú y chuyên sâu. Tôi chỉ nói một cái nét rất chung để ai cũng có thể làm được. Mình có thể là bác sĩ của chính mình bằng những cái bằng chứng có thể mắt thấy tai nghe đó. Thứ nhất là trong điều kiện sinh lý bình thường thì trong nước tiểu không có protein, cho nên khi chúng ta nhìn thấy trong nước tiểu đó có mủ đấy, có những cái chất nhầy xuất hiện, tôi xin nói một chút như thế này, cái mủ thì dễ phát hiện, nhưng mà các cái chất nhầy lắng đọng lại thì bây giờ ta lấy một cái đoạn nước tiểu giữa đấy, đừng có lấy nước tiểu đầu vì nó dính rất là nhiều những cái niêm mạc trong đường tiết niệu nó tiết ra. Thế sau đó ta đốt mà ta thấy rằng là nó có xuất hiện những cái vẩn, đó là những cái kết tủa protein, thì đó chứng tỏ đã bị albumin nhiều. Trường hợp thứ hai là gluco niệu. Trong cái điều kiện sinh lý bình thường thì chúng ta biết là trong nước tiểu không có gluco, không có đường. Thế nhưng nếu như mà trong nước tiểu có đường, thế làm sao biết được là trong nước tiểu có đường? Thì nó có nhiều cách, thông thường có nhiều cách. Cái cách mà nó đơn giản nhất ấy, đương nhiên là khi nói điều này thì nhiều người cho rằng là nó hơi mất vệ sinh một chút, nhưng theo tôi thì nó là bình thường. Nếu bạn bị một cái điều gì đó không yên tâm, hoặc là có một cái xét nghiệm mà người ta mới chỉ nói với bạn rằng là bạn bị tiểu đường, thế thì bạn có thể tự kiểm tra lại bằng cách là bạn lấy cái đoạn nước tiểu sau ấy, bạn cho nó vào cái ly nhỏ nhỏ, bạn nhấm thử. Nếu bạn thấy nó không có vị ngọt thì chứng tỏ nếu có bị thì cũng bị rất nhẹ thôi. Chứ còn trong trường hợp mà bạn đã cảm thấy cái vị ngọt trong nước tiểu của bạn thì đó lại là vấn đề glico niệu rất là cao. Huyết niệu thì nó thường liên quan tới rất nhiều những cái bệnh. Tôi lấy ví dụ như bị sỏi thận, đặc biệt là sỏi bàng quang,
rồi viêm đường tiết niệu, thì có thể là trong quá trình viêm đó thì nó tạo mủ, và những cái chất mủ đó, đó thì người ta nó cũng bị thải ra nước tiểu, thì ta có thể đấy là một cái bằng chứng đầu tiên. Nhưng cái bằng chứng nặng hơn đó, nó có liên quan đến cái cầu thận đó. Đó là các cái tế bào hồng cầu thì bình thường nó không bị lão hóa vì cái kích thước nó lớn, nhưng mà trong cái trường hợp mà tiểu cầu thận có vấn đề lớn về chức năng đó, thì các tế bào hồng cầu cũng có thể bị lão hóa. Và trường hợp mà chúng ta thấy là đi tiểu ra đấy, đi tiểu ra ra máu thì có thể nghi đó là vấn đề tiểu cầu thận có vấn đề lớn, hoặc là bị viêm đấy, tôi nhớ tôi nói lại, bị viêm cái đường tiết niệu hoặc là bàng quang, đó chính là những cái chỉ dẫn rất quan trọng.